Hoàng Xanh xin kính chào tất cả các chú anh chị, quý khán giả, quý Phật tử trong và ngoài nước đang xem kênh Hoàng Xanh. Của chú anh chị thì hôm nay thì Xanh đang ở ngôi chùa Chum Aram Prechet, mà ngôi chùa Xanh cũng thường là tới đây để mà cúng dường đó của chú anh chị. Thì hôm nay thì Xanh tới ngôi chùa, tinh thần của Xanh rất là sảng khoái. Và hôm nay thì Xanh gặp biệt sư đó của chú anh chị. Sư ơi, sư có thể dạ, xin chào toàn thể quý Phật tử trong và ngoài nước. Của chú anh chị thì sư đây là sư Phước Lợi, thì chắc có lẽ là không có xa lạ gì với tất cả của chú anh chị với Phật tử mà thường xem kênh của Hoàng Xanh đâu. Tại sư thì chủ trì ở ngôi chùa Chung này, mà sư cũng đã là người gọi là xây dựng, để mà quyết tâm xây ngôi chùa, xây chánh điện, xây làm tất cả mọi thứ để mà có được ngôi chùa khang trang ngày hôm nay. Và điều quan trọng hơn nữa là nhờ sự chung tay giúp đỡ cũng như là cúng dường của tất cả quý Phật tử trong ngoài nước thì ngôi chùa mới được như vậy đó. Thì hôm nay thì Xanh chia sẻ tất cả các chú anh chị, ngôi chùa mới làm nhân bông xong, nhưng mà ngôi chùa sư xây dựng ngày hôm nay rất là phát triển luôn đó. Xanh cảm thấy sư làm rất là đâu ra đó, cho nên thì Xanh cho tất cả các chú anh chị xem một chút xíu thì không gian ngôi chùa thay đổi rất là rõ rệt luôn. Đây của chú anh chị, ngôi sala đã thay đổi hoàn toàn, sư làm rất là đẹp luôn. À, còn ở bên đây cũng vậy, chánh điện là cũng chuẩn bị là làm để 2024 sẽ khánh thành chánh điện luôn của chú anh chị. Còn cái sala giảng đường thì khoảng gần Tết Nguyên Đán năm 2023 này sẽ làm lễ khánh thành luôn của chú anh chị. Sư ơi, bây giờ thì con chia sẻ như vậy nhưng mà cũng không có nói hết ý đâu. Bây giờ sư có thể chia sẻ cho bà con với Phật tử mình có niềm vui gì không, ngôi chùa mình hiện tại là mình làm tới đâu ạ? Dạ, xin kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong và ngoài nước, xin cái Hoàng Xanh. Yeah. Thì hôm nay thì sư cũng rất là vui vì trong thời gian vừa qua rất là nhiều cô chú anh chị mình thân quân trong và ngoài nước để ủng hộ chùa mình, thì sư cũng xây dựng rất là nhiều hạng mục, thì cô chú anh chị và quý vị Phật tử trong và ngoài nước cũng đều thấy cái vấn đề mà sư xây dựng chùa từ đó tới giờ. Thì thứ nhất là hạng mục bây giờ xây dựng cái đường vô, bữa hổm đó là đường vô cái sala đó, hồi đó là ở đây là ngập nước. Dạ, ở đây ngập nước luôn rồi sư. Rồi bây giờ quá trời cao, khang trang rồi. Khang trang, bây giờ còn xanh bên đây á, thì sư cũng định làm trước cái lễ dương y này. Dạ. Nhưng mà mình không có khả năng, tại vì sư mới đổ đất vô chùa 424 triệu. Dạ, con có thấy. Dạ, ở sau chùa á. Giờ cái mặt bằng chùa thì nó bằng khang trang hết rồi. Dạ. Bây giờ cho nên thì cái sân này mình chưa có làm được, do nên mình không có khả năng. Thì như là cái chân điện, rồi tất cả mọi thứ, cũng như là sala giảng đường cũng bị, thì sư cũng rất là chân thành cảm ơn quý vị Phật tử trong và ngoài nước rất là nhiều, do nhờ sự hảo tâm của quý vị Phật tử để ủng hộ chùa mình. Thì do đó thì cũng còn cái một hạng mục nữa, thì sư cũng nhận cái một số tiền rồi, nhưng mà sư từng tới là sư phải tập trung với các thợ là làm chỗ hồ sen với cái năm cái tháp, năm cái ngọn đó. Dạ. Để tượng năm tượng Phật. Phật đó. Tượng Phật. Dạ. Dạ. Cô chú anh chị thì Xanh sư được phép chia sẻ một chút xíu thế này, đó là sư thì xây dựng rất là nhiều, thì ngôi chùa này thì lúc trước Xanh có quay lên đó thì có tuổi đời là từ khi mà xa các vị cố chủ trì là sáng lập ngôi chùa này là bao nhiêu năm sư? 224 năm. Dạ, cô chú anh chị, 224 năm là có thể là coi như là chảy qua là 3-4 đời con người rồi, nhưng mà ngôi chùa thì thôi theo thời gian lịch sử thì nó có thể là xuống cấp các thứ đó, cho nên thì sư Sơn Phước Lợi tới đây là sư coi như là quyết tâm là coi như là làm tất cả mọi thứ luôn. Tại vì ngôi chùa thì nước rất là ngập, mà sư đã bơm cát lên, rồi sư kêu người ta coi như là lấy đất từ nơi khác tới để mà đắp cho chùa, để có ngôi chùa là cao ráo, rồi có một cái nơi gọi là trang nghiêm như thế này. Xanh thấy rất là hạnh phúc, bởi vì bản thân Xanh cũng là một Phật tử ở tại địa phương này, cho nên thì Xanh rất là vui lắm khi mà sư tới đây, sư có thể mà dìu dắt tất cả Phật tử ở đây có thể mà xây dựng hoặc là dìu dắt tất cả mọi sự tốt lành như vậy, thì Xanh rất là vui. Cho nên sân này của chú chị thấy vậy đó, lúc trước rất là sâu luôn, cái này là sư bơm cát cũng mấy lần đó sư, bơm cát hai lần rồi đó mới được cái gì đó của chú chị đó. Cho nên thì tiền của tất cả của chú anh chị đã cúng dường đó là sư đã làm đâu ra đó rõ ràng luôn, sư đã làm, tại vì trong lòng của sư rất là muốn làm cho xong. Dạ, đó, cho nên thì quý Phật tử cúng dường đó là sư sẽ làm hết, sư sẽ làm. Dạ, mọi sự coi như là thậm chí là sư dồn hết tất cả những gì mà sư có thể. Dạ, ba tánh cúng dường sư làm hết. Dạ. Đó, cho nên thì Xanh cảm thấy rất là vui khi mà sư làm mọi sự như vậy để có một ngôi chùa khang trang như vậy đó. Còn ao sen mà
cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã cúng dường á, thì sắp tới thì sư sẽ làm đó cô chú anh chị, có thể nay mai đó là làm đó không sư? Từng tới là làm. Tới là sẽ làm đó cô chú anh chị. Dạ. Đó, còn những cái hào quang, những cái bóng đèn, tất cả mọi thứ là cô chú anh chị đã cúng dường rồi thì sư sẽ làm, từ từ làm hết. Tại sư lấy tiền đó, sư làm cái nào cần làm trước thì sư sẽ làm. Dạ, nhưng mà những hàng mục các cô chú anh chị với Phật tử đã cúng dường rồi thì sư vẫn ghi vô danh sách. Dạ. Sau khi mà ngôi chùa mà làm như hoàn thiện hết, dạ, thì sư sẽ khắc tên tất cả cô chú anh chị với Phật tử luôn. Đó, dạ, giống như là cây cột cờ này. Dạ, không mời sư vào đây à? Dạ, dạ, dạ. Cây cột cờ này của chú anh chị thì lúc trước là cũng là gọi là xuống cấp, không có cột cờ luôn. Cột cờ là cột cờ của biểu tượng Phật giáo nè. Cho nên thì sư đã làm nè, đó, bản vàng công đức nè. Coi như phần nào làm xong thì sư sẽ làm, cái nào cần thiết thì sư sẽ làm trước. Dạ. Đó, giống như cột cờ thì phải làm, cho nên sư làm. Đó, sư ghi tên của tất cả quý Phật tử ở Mỹ nè, tất cả mọi cô chú là ghi lên cho đây hết. Nó chính như vậy, sư muốn giải thích cho tất cả các chú anh chị đã cúng dường rồi thì số tiền vẫn còn đó và ghi ở đó thôi. Thì sư lấy tiền đó, sư làm những cái gì trước thì sư sẽ làm. Và những hạng mục nào mà sư đã nhận tiền của quý Phật tử này rồi thì sư không có nhận tiền giúp phía Phật tử khác nữa. Thà ví dụ như Phật tử cúng ở hạng mục khác, đúng không sư? Dạ đúng rồi. Đó, nhiều khi thì sư nói tiếng Việt không có rành đó các chú anh chị, cho nên thì sanh muốn diễn giải, lý giải một chút xíu để cho bà con với Phật tử đang xem kênh có thể hiểu hơn. Dạ. Đây các chú anh chị, giống như là cái sala nè, làm sư làm rất là đẹp luôn. Sanh cảm thấy là hôm nay tới chùa rất là khác. Hôm qua dân bông cũng vui lắm các chú anh chị, dân bông là khách Phật tử phương xa tới rất nhiều. Ngôi chùa thì lâu đời rồi, bây giờ được sư tới đây, sư làm tất cả mọi sự và nhiều Phật tử người ta tin tưởng, người ta tới. Đặc biệt là quý cô chú anh chị biết Phật tử ở trong nước nè, rồi ngoài nước nữa, nhất là bà con ở kiều bào rồi giúp rất là nhiều chùa chung này luôn. Cho nên thì sanh cũng mong thì cô chú anh chị thấy như vậy thì cô chú anh chị hãy tiếp tục giúp đỡ cho sư, để sư mà xây dựng cho xong của chú anh chị ơi. Tại vì ngôi chùa không phải như cái nhà đâu, xây rất là nhiều hạng mục. Và ngôi chùa này đang trong cái thời điểm mà coi như là cần thiết, cấp bách để mà xây dựng cho hoàn thiện, để chuẩn bị làm lễ kết giới Sê Ma, đúng không sư? Dạ đúng rồi. Dạ. Tại sư vì đầu thể... năm 2024 là mình tổ chức lễ kết giới Sê Ma. Dạ. Còn cái khoảng 26-27 âm lịch là dạ, Tết, trước Tết 2-3 bữa đó. Dạ, lại khánh thành sala dẫn đường thành xá. Dạ đúng sala ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Vì tất cả mọi thứ là cũng như là quý Phật tử trong và ngoài nước đã ủng hộ cái trong cái sala của mình là dạ, đó là sư phải làm cái bản vàng nè. Dạ đúng rồi. Dạ, trước khi là mình tổ chức lễ khánh dạ, thành là mình phải có tên hết. Dạ. Trong đó cũng là bóng đèn này kia mình cũng găng hết tất cả hết dạ, mọi thứ là cái đó là hoàn chỉnh hết là cái một phần cái sala này. Dạ. Và có một điều này sanh muốn chia sẻ tất cả của chú anh chị với khán giả với Phật tử, nếu của chú anh chị nào hữu duyên với ngôi chùa ở chung Aram Prechet với sư Sơn Phước Lợi á, với sư Sơn Phước Lợi á, thì của chú anh chị có thể mà vào YouTube tìm tên là Sơn Lợi là sẽ thấy kênh YouTube của sư. Tại kênh đây là sư muốn là ghi lại những khoảnh khắc coi như sư những cái công việc mà sư ở chùa thường hay đang làm hay xây dựng, có gì mà mới hoặc là có cái gì bổ ích á, thì sư sẽ chia sẻ cho tất cả quý Phật tử ở gần xa để mà xem. Và sư cũng thường xuyên coi như là đi giúp đỡ cho bà con hoàn cảnh khó khăn nữa. Sư nói là sư muốn làm như vậy á, là coi như là sư muốn truyền những cái gì đó nó tích cực cho cộng đồng, chứ sư cũng không có rành gì YouTube đâu cô chú anh chị. Sư muốn ghi lại những cái khoảnh khắc đó trong cái lúc mà sư đang còn có sức khỏe để mà sư làm á, cho nên sư muốn làm như vậy đó. Nếu cô chú anh chị nào muốn là kết nối với sư á, thì cứ theo dõi và đăng ký kênh là của sư, là Sơn Lợi nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cô chú anh chị, bây giờ thì sanh mời tất cả cô chú anh chị với khán giả sẽ cùng với sanh và sư sẽ vào chùa để mà sanh đọc tên tất cả cô chú anh chị với Phật tử đã cúng dường cho ngày hôm nay. Sư ơi, con xin mời sư sẽ vào chùa. Dạ, mời dạ con được cúng dường ạ. Rồi mời cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị thì hiện tại thì sanh đang ở trong sala giảng đường của chùa chung Aram Prechet đấy cô chú anh chị. Thì sanh trước khi cúng dường thì sanh lúc nào sanh cũng làm việc thật sự là rõ ràng. Tại vì sanh muốn là đọc tên tất cả các chú anh chị đã có lòng hảo tâm cúng dường cho chùa là sanh đọc một lần. Rồi sau đó sanh chuyển danh sách này cho sư để sư đọc lại một lần nữa để là sư lưu lại công đức của tất cả các chú anh chị. Và sau đó khi mà hoàn thành những cái hạng mục mà các chú anh chị với Phật tử đã cúng dường á, thì sư sẽ làm bản vàng công đức để mà lưu lại. Bây giờ thì sanh sẽ được phép đọc tên của chú anh chị với Phật tử nha. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Ngọc Phượng ủng hộ cho 2 triệu đồng, chị gái ở Pháp ủng hộ cho 10 triệu đồng xây tượng Phật độ chúng sinh ở chánh điện. Vợ chồng chị Keo ở Pháp ủng hộ cho 40 triệu 430 ngàn đồng
cúng dường hai tượng Phật ở chánh điện và bức tranh năm vị Phật. Bức tranh năm vị Phật thì hôm trước thì sanh quay trong video hôm trước là được sư lý giải như là sự tích có bức tranh năm vị Phật, thì cô chú chị có thể xem lại. Anh Thiện Chí ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô tương ứng với 2.400.000 đồng. Cô Trang ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô tương ứng với 2.400.000 đồng. Thanh Trâm ủng hộ cho 2.400.000 đồng. Anh Vất Triệu ở Mỹ ủng hộ cho 1.000 đô tương ứng với 24 triệu đồng, cúng làm chánh điện xây chùa. Chị Nguyễn Thị Nữ ở Mỹ ủng hộ cho 50 đô tương ứng với 1.200.000 đồng. Cô Huệ Thu ở Mỹ ủng hộ cho 50 đô tương ứng với 1.200.000 đồng. Cô Huệ Năng ủng hộ cho 300 đô tương ứng với 7.200.000 đồng. Kính thưa tất cả các chú anh chị, thì số tiền xin nhận được, số tiền của quý cô chú anh chị có lòng hảo tâm là cúng dường cho chùa thì được là 93.230.000 đồng, thì xin sẽ cúng dường cho chùa để mà sư có tiền để mà xây dựng chùa nhé. Và xin cũng xin thay mặt chùa cũng cảm ơn tất cả các chú anh chị với Phật tử với khán giả đã luôn đồng hành với sanh và ủng hộ cho chùa như thế này, sanh rất là vui lắm. Bây giờ thì sanh sẽ chuyển danh sách này cho sư và cúng dường cho sư luôn, để sư có thể mà đọc kinh hồi hướng cho tất cả các chú anh chị đã có lòng hảo tâm và tất cả chúng sinh đang xem kênh YouTube Hoàng Sanh. Dạ chào sư ạ. Sư ơi, thì nãy giờ thì con có đọc tên quý cô chú anh chị với Phật tử thì con có chuyển danh sách cho sư rồi. Thì trước tiên thì con xin được phép là cúng dường là số tiền hôm nay con tổng lại được là 93.230.000 đồng. Thì sanh sẽ thay mặt quý cô chú anh chị với Phật tử có lòng hảo tâm cúng dường cho sư. Là con xin thay mặt quý cô chú anh chị sẽ cúng dường cho sư số tiền này ạ. Dạ xin sư thọ nhận cho ạ. Rồi. Sa thù. Sau khi thọ nhận cái số tiền là Hoàng Sanh đã mang đến chùa ngày hôm nay là tổng cộng là 93.230.000 đồng, thì trong đó thì sư cũng đại diện cho các vị chư tăng trong nhà chùa xin đọc tên của chúng mình thân quân để cúng dường chùa mình ngày hôm nay. Một là chị Ngọc Phương 2 triệu đồng, chị giấu tên ở Pháp 10 triệu đồng, xây tượng Phật độ chúng sanh và hồi hướng đội chúng sanh ở trên chánh điện đó, vì hồi hướng cho bà Lê Thị Yến và Phan Thị Minh Châu để hồi hướng đến tâm linh của ngài. Vợ chồng chị Keo ở Pháp 40.430.000 đồng, cúng 2 tượng Phật và bức tranh 5 vị Phật ở trong sala, còn 2 tượng Phật ở trên chánh điện. Anh Thiện Trí ở Mỹ 100 USD, cô Trang ở Mỹ 100 USD, Thanh Trâm 2.400.000 đồng, anh Bốc Triệu ở Mỹ 1.000 đô, 1.000 USD làm chánh điện. Chị Nguyễn Thị Nữ ở Mỹ 50 USD, cô Huệ Thu ở Mỹ 50 USD, cô Vệ Năng ở Mỹ 300 USD, tổng số tiền là 93.230.000 đồng. Thì sư cũng xin thay mặt cho ban quản cho các vị chư tăng cũng như là ban quản trị chùa cũng như là Phật tử trong một góc chùa chung, Adam Prichek xin chân thành cảm ơn của chú anh chị mình thượng quân trong ngoài nước trong thời gian vừa qua đã ủng hộ chùa xây dựng rất là nhiều hạng mục. Thì sư cũng rất là chân thành cảm ơn rất là nhiều. Chùa khang trang được ngày hôm nay thì do nhờ sự có lòng hảo tâm của quý vị Phật tử, của chú anh chị mình thượng quân trong và ngoài nước. Cuối lời sư cũng nhắc đến ơn của Đức Phật, Pháp và Tăng và các vị năm vị Phật để ủng hộ cho tất cả quý vị Phật tử trong và ngoài nước đã từ trước đến nay để có lòng hảo tâm trong sạch đã cúng dường chùa cho chùa được khang trang như ngày hôm nay. Do đó thì xin thỉnh các vị chư thiên trên trời của tất cả chắc chư thiên ở tất cả nơi khác để phù hộ cho tất cả quý vị Phật tử gặp được dồi dào sức khỏe, thứ nhất. Thứ hai nữa thì gặp được năm điều lành của Đức Phật, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí tuệ, và đặc biệt hơn nữa cầu chúc cho quý vị gặp được 3 tài sản: 1 là tài sản cõi người, 2 là tài sản cõi chi thiên, 3 là tài sản cõi nếp bàn. Nếu quý Phật tử cầu nguyện như thế nào cầu xin cho được như ý muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nẹ mô ta sạ phì kẹ vẹ to nghe rê hát to sa ma san quân thi hà sạ nẹ mô ta sạ phì kẹ vẹ to nghe rê hát to sa ma san quân thi hà sạ nẹ mô ta sạ phì kẹ vẹ to nghe rê hát to sa ma san quân thi hà sạ y tì phê so phì kẹ vi a rê hăng sa ma san quân thô vệ kia chà rà nạ sàm pà nò sà kà tò lò kà vi tù à nà tà rò pò rì sà tè mẹ sà rà sì thà tà tè hì vò mà nò sà nàng quà thò phè kà vi tè sà kà tò phè kà vi tà thò mò sà tà rì kò kà lì kò ế hì pà sà kò pà nà yì kò phà chà tàng vè tì tà pò vè nhò hay tè sà pà rì pà nò phè kà vi tò sà vò kà sàng khò chò pà rì pà nò phè kà vi tò sà kà sàng khò nhì yà pà rì pà nò phè kà vi tò sà kà sàng khò sà mà yì pà rì pà nò phè kà vi tò sa vi ca sang kho yati tang chat ta re pura sa yuki na ta pura sa pao kali e sa phe kya vi ta sa vi ca sang kho a ho nai yo pa ho nai yo ta kha nai yo an cha le ka ra nai yo na trang pa nyang khe tang lo ka sa a te sa ka twa pa tra ta nang o sa thang ma ta mang rai tang te wa manu sa nang pura te che na sa te na na san ta pa ta vi sa pe to kha wa pa sa me ta te sa ka twa tha ma ra ta nang o sa thang ma ta mang wa rang pa la ho pa sa ma nang tham tế chế na sa thế na na san tập tập viya sa pe phi ai ye vô pasam ente tế sa ca tu a sang karat nang ao sa thang ngat mang varang ao nai yang pao nai yang sang tế chế na sa thế na na san tập tập viya sa pe ro ke vô pasam en to te tất cả các phước bao hàng cơ đến người cầu sanh chư thiên hộ trì đến người do nhờ ngoài đức của chư Phật do nhờ ngoài đức của giáo pháp do nhờ ngoài đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cả bốn pháp chúc mừng song lâu sắc đẹp mang vui sức mạnh hàng thêm đến người là người năng nhân mệnh lễ bay cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tăng nhất là bậc chỉ giới và bậc trưởng lão cầu xin cho bá của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa thủ sa thủ sa xin cầu chúc tất cả của chú anh chị trong và ngoài nước cũng như là xin chân thành cảm ơn Hoàng Sanh, cũng chúc cho Hoàng Sanh được dồi dào sức khỏe mỗi điều đều được thành công hết mọi công việc. Do đó thì sư cũng xin chân thành cảm ơn của chú anh chị toàn thể quý vị Phật tử trong và ngoài nước được tai nạn khỏi, tai nạn ở phía trước cho tăng nước, tai nạn ở phía sau cho khác khỏi đi xa, tai nạn ở phía sau cho tăng theo luồng gió luồng mây sự mong muốn mỗi công việc của quý vị Phật tử trong và ngoài nước cầu xin như thế nào cầu xin cho được ý muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Mật Phật. Xin cảm ơn sư. Dạ, con cảm ơn sư rất nhiều ạ. Cô chú anh chị thì sanh đã cúng dường cho sư xong rồi, sư đã đọc kinh để hồi hướng cho tất cả cô chú anh chị và tất cả chúng sanh luôn. Thì một lần nữa thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem kinh sanh và ủng hộ cho chùa. Nếu cô chú anh chị với Phật tử nào đủ duyên thấy được video này thì cô chú anh chị có thể giúp đỡ cho chùa tiếp tục, thì sanh cũng sẵn sàng làm nhịp cầu nối để mà sanh mang tới cho sư. Thì cô chú anh chị biết là để sanh làm việc thì đâu đó rõ ràng. Tại vì những cái gì sanh làm thì bỏ ra những công sức nhỏ nhỏ thôi, những cái tiền tài mà cô chú anh chị gửi cho chùa thì cái đó mới là điều lớn lao, còn sanh thì chỉ là góp công sức nhỏ nhỏ. Cho nên thì sanh được làm những cái công việc cầu nối thế này thì sanh cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên thì rất là trân trọng cảm ơn quý khán giả luôn xem kênh sanh, và nhớ yêu thương sanh, nhớ đăng ký cho sanh và bấm like cho sanh nha. Bây giờ thì xin kính chúc cho tất cả thật nhiều sức khỏe, an lạc và mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Xin được phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.